Đơn hoàn hảo cho cõi thiền. Chị Nguyễn Thị Đan Tâm, sinh năm 1950, hiện ở tại số 36 Hoàng Quý, thành phố Hải Phòng cho biết, chị đổi đời hoàn toàn nhờ thiền và thực dưỡng. Cơ duyên nào đưa chị đến với thực dưỡng? Tôi đến với thực dưỡng đúng là do duyên lành. Khởi đầu tìm đến thiền để chữa bệnh mất ngủ suốt 17 năm, chạy chữa mọi cách không khỏi trong quyển Thiền là gì của tác giả Ngọc Trâm. Cuốn sách ca ngợi thực dưỡng có khả năng thay đổi cuộc đời và chữa bệnh nan y. Ngoài mất ngủ, tôi còn mang một số bệnh khác, đau dạ dày, gai đôi, viêm đại tràng mãn tính và trầm cảm. Cuộc đời tưởng như vĩnh viễn làm bạn với bệnh tật, khổ đau và phiền não. Đầu năm 2005, tự tập thiền thấy có kết quả sau 1 tháng. Cuối năm 2005, ăn thực dưỡng cùng nghiên cứu sách vở. Sau 1 tháng kết hợp nghiêm ngặt thiền với thực dưỡng theo số 7, số 6, số 5, tôi thấy như được hồi sinh. Đó là giai đoạn có kết quả cao nhất, khó quên đối với hai phương pháp này. Mặc dù lúc đó ăn thực dưỡng chưa chuẩn nhưng tuyệt đối không ăn đồ ngọt, hoa quả. Đây là trải nghiệm thực tế để thấy tác hại của đường và hoa quả. Chị có thể nói rõ hơn về những cái lợi của bản thân từ khi theo thực dưỡng không? Từ một kẻ bệnh hoạn rơi vào bế tắc, vậy mà chị sau vài tháng ăn theo thực dưỡng trở thành một người khác hẳn, đầy nhiệt huyết và nhiều lúc không còn phiền não, trí nhớ hồi phục và tăng trưởng nhanh chóng. Ở tuổi 67, tôi khoác ba lô đi khắp mọi miền đất nước, đi nước ngoài, đi Mỹ, đi Thái Lan với một phong thái tự tin. Chị áp dụng chế độ ăn như thế nào? Tôi đang ăn theo chế độ 50% gạo lứt và ngũ cốc và 50% rau củ nhưng không được bệnh. Lấy nhai kỹ là mùa hồ mạng. May mắn năm 2014, tôi được dự lớp học lý thuyết và thực hành nấu ăn thực dưỡng do ông bà Anjo, đệ tử của ngài Osawa và phu nhân Lima dạy. Từ đó hiểu thêm về nguyên lý âm dương, biết cách nấu ăn phù hợp cơ thể. Hiện nay tôi vẫn vừa ăn vừa lắng nghe phản ứng của cơ thể sau khi ăn bữa món để có thể làm cơ sở điều chỉnh, cố gắng sống thuận trật tự vũ trụ. Chỉ sử dụng 4 gia vị vàng là miso, tamari, dầu vừng, muối biển, thiên nhiên. Hạn chế tối đa sử dụng thiết bị điện tử, hóa chất. Chị có lời khuyên gì cho người mới vào thực dưỡng? Tôi có đôi lời tâm huyết với người mới vào thực dưỡng. Đầu tiên nên tìm hiểu kỹ thực dưỡng qua đọc sách và nghe địa giảng. Người ta chỉ thành công điều gì khi hiểu về nó. Có lý thuyết mà không thực hành là vô ích, thực hành mà không lý thuyết là nguy hiểm. Người muốn ăn ngay trong thời gian ngắn thì nên đọc quyển Phòng và Trị Bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osawa của Ngô Thành Nhân. Nên đọc hết sách một lần, đọc lại phần quan tâm để biết về âm dương, tác dụng của nhai kỹ và các phản ứng thải độc, các cách chữa bệnh trong thời gian ăn. Quan trọng nhất là đọc sách do chính ngài Osawa viết để được dịch sang tiếng Việt như Thực dưỡng hồi xuân và sống thọ, Triết lý y học Viễn Đông, Nguyên lý vô song, Chơi giữa vô thường, Làm thế nào để sống vui, dần dần đọc Acid và Kiềm. Không quên đọc các sách của ngài Osawa được dịch từ tiếng Nhật gần đây, Cỏ Thiên, Trật tự vũ trụ, Những chàng trai huyền thoại. Và hai quyển sách không thể thiếu của người thực dưỡng là Thức ăn quyết định số phận của bạn, Bí ẩn của khai vận của ngài Nambuko Mizuno, nhà nhân tướng học nổi tiếng của Nhật Bản. Đọc đến đâu đưa vào thực hành đến đó, nếu học hỏi thêm người đi trước có kinh nghiệm thì nhất định sẽ nhanh thành công. Cốt tủy của thực dưỡng là tâm thái, tin tưởng, tích cực, khoan hòa, kiên nhẫn khi áp dụng. Mọi trường hợp ăn thử, ăn miễn cưỡng, ăn thiếu lòng tin khó đạt được kết quả tốt. Hãy kiên trì thực hành vừa ăn vừa học hỏi một cách nghiêm túc. Chị nghĩ mọi người có nên theo thực dưỡng? Đây là mơ ước tột đỉnh của tôi. Người ăn thực dưỡng, nhà nhà ăn thực dưỡng chắc chắn dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, thế giới hòa bình. Chúng tôi có ba ước muốn. Thứ nhất, mong muốn các cơ quan chuyên môn, các cấp lãnh đạo quan tâm và có những cuộc nghiên cứu thấu đáo về thực dưỡng để đưa thực dưỡng vào chế độ dinh dưỡng cho người dân. Được như vậy là phước lớn cho nước nhà. Thứ hai, mong sao cho nhà nước quan tâm và tạo điều kiện cho những ai có tâm nghiên cứu và thực hiện thực dưỡng, như tạo cơ sở pháp lý hoặc cung cấp kinh phí hoạt động. Thứ ba, những người thực dưỡng dù thâm niên hay sau này đoàn kết với nhau để cùng phát triển thực dưỡng vì chúng ta và vì tương lai con cháu, đấy mới là chân thực dưỡng. Chị nhìn nhận như thế nào về thị trường thực phẩm hiện tại? Không những băn khoăn mà còn sợ hãi trước tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay. Dưới góc nhìn của thực dưỡng, khi con người không hiểu biết về luật nhân quả và vi phạm trầm trọng trật tự vũ trụ, thì cái giá phải trả là rất đắt. Ăn sai dẫn đến suy nghĩ sai rồi hành động sai. Cuộc sống bây giờ hầu hết đều bị ma lực của đồng tiền chi phối. Con người đã dám làm tất cả, ngoài miệng thì ai cũng nói thương thế hệ mai sau. Nhưng với tình trạng ô nhiễm quá nặng từ vật chất đến tâm hồn như hiện nay, e rằng con cháu chúng ta sớm mắc nhiều bệnh hơn chúng ta và trí phán đoán sẽ càng ngày càng đi xuống thấp. Những ai từng may mắn được biết đến thực dưỡng, hàng ngày nuôi cơ thể bằng ngũ cốc và thảo mộc sẽ ái ngại vô cùng khi nhìn người thân, bạn hữu, cộng đồng đang tự đầu độc, giết dần giết mòn sức khỏe và trí tuệ bằng cách ăn sai phạm.
hóa chất biến đổi gen, thuốc tăng trưởng, đường 19, hạt nêm, thuốc tân dược ra đời hàng loạt theo sự chủ quan của con người, bất chấp sự hấp thụ, chuyển hóa sinh học của cơ thể. Ăn sai, uống thuốc chặn triệu chứng, không cần biết đến nguyên nhân, khỏi tạm bệnh này, phát sinh bệnh khác, không tin, người thật việc thật, lấy số đông làm chuẩn mực để đi theo, ôi cái vòng luẩn quẩn. Chính tâm hồn bẩn mới tác tệ, mới là thủ phạm tạo ra thực phẩm bẩn. Một người thương người như thể thương thân, không bao giờ rắc hóa chất, thuốc trừ sâu vào thực phẩm, rồi mang đi bán cho đồng loại ăn để kiếm lời. Hiện nay vấn nạn này rất trầm trọng, đất, nước, không khí đều ô nhiễm nặng, nên tốt nhất là đến với thực dưỡng càng sớm càng tốt. Người thực dưỡng ăn chủ yếu ngũ cốc với một lượng nhỏ thức ăn khác. Người thực dưỡng có thể tự trồng rau sạch, thực dưỡng không hoặc là hạn chế, tối đa, sử dụng hoa quả đồ ngọt. Ở tầm vĩ mô, nhà nước phải ưu tiên diện tích đất nông nghiệp để cây lúa trồng đậu tương, vừng đổ không biến đổi gen. Bằng cách thức canh tác truyền thống, tránh dùng thuốc kích thích tăng trưởng và hóa chất độc hại. Cũng mừng là một số người biết sản xuất thực phẩm sạch nhưng mới chỉ là muối bỏ biển. Ăn đúng giúp sức khỏe tăng và trí tuệ tăng, đó là con đường thực dưỡng đi. Chính vì sự bức xúc trước nạn thực phẩm bẩn lan tràn hiện nay, tôi mạnh dạn vận động mọi người góp sức đưa chính thực vào cộng đồng, bởi không có phương pháp nào vi diệu hơn thực dưỡng. Thế chị có hành thiền không biết thực dưỡng có giúp gì cho thiền? Đây là câu hỏi mà tôi tâm đắc nhất. Tôi đã từng khẳng định rằng thực dưỡng và thiền của Phật giáo là đôi chân hoàn hảo của con người. Thiếu một sẽ đi khập khiễng. Với bản thân tôi, nếu không nhờ kết hợp song hành giữa thiền và thực dưỡng, thì tôi không thể có kết quả như ngày hôm nay. Nhờ thiền tôi bình tâm mà tin tưởng vào thực dưỡng, có đủ định tĩnh mà nhai kỹ điều kiện quan trọng của thực dưỡng. Ngược lại, không có thực dưỡng, tôi không đủ sức khỏe cũng như trí phán đoán chuẩn xác mà tọa thiền. Theo tôi, nếu thực hành đúng pháp, thiền và thực dưỡng đều có công năng giác ngộ hoặc nhận ra trật tự vũ trụ hoặc phát triển trí phán đoán tối cao. Ha ha ha, 问什么的说呵